Sau bão Kanun, Nhật Bản tiếp tục hứng chịu một cơn bão khác. Bão Lan đã đổ bộ vào miền Tây nước này vào rạng sáng nay theo giờ địa phương. Bão Lan đổ bộ vào tỉnh Wakayama, cách thủ đô Tokyo khoảng 400 km về phía tây nam. Nhà chức trách đã ban bố cảnh báo lũ lụt và sạt lở đất. Gần 800 chuyến bay nội địa đã bị hủy và 90.000 ngôi nhà mất điện. Tuyến tàu cao tốc Shinkansen giữa Nagoya và Okayama đã tạm ngừng hoạt động vào hôm nay. Còn tuyến giữa Tokyo và Nagoya sẽ giảm tần suất hoạt động. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, cơn bão đang di chuyển với tốc độ chậm, với sức gió lên đến 108 km/h. Lượng mưa hơn 400mm có thể đổ xuống các vùng Tokai và Kansai trong 24 giờ tới. Theo dự báo, bão Lan sẽ di chuyển đến biển Nhật Bản vào sáng mai 16 tháng 8 và tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc.